Rồi. Ngon. Nó ngon ở cái là nước chấm với cả cái nước mắm và cái tôm. Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nem TV. Và hôm nay thì mình sẽ cùng team về vào trong cái chợ Đông Ba. Đây là chỗ trung tâm thương mại lớn nhất của Huế rồi. Và hôm nay thì chúng ta chuyên đề của chúng ta sẽ quay về ẩm thực. Cái dọc cái đường này, bây giờ mình sẽ đi thẳng đường này lên cho các bạn chúng ta biết. Ok, ở đây cơm Huế nè chị. Dạ, cơm Huế ăn đấy. Ok, lát nữa để em xem cho. Quanh đây thì mình thấy có rất nhiều cái món ăn hấp dẫn và mình sẽ đi qua một vòng trước khi mà chúng ta chọn một cái ăn hàng nào đó để thưởng thức nhá. Em ơi, ngồi đây ăn. Vâng ạ, lát con đi một vòng á, con xem. Vâng. Vâng ạ. Ok. Bún bò Huế, bún cua, toàn bún này à? Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, lát nữa đi một. Vâng. Ok ok. Ở đây theo như mình thấy thì đa phần là chỉ có nhiều cái loại bánh này, lại bánh chè và bún. Còn có lại thịt nướng hoặc là nem đụi. Trung tâm chính của cái dãy phố ẩm thực ấy, nó chính là cái con đường mà mình vừa đang đi đây. Nó sẽ là hai bên. Bên này nữa. Khá là dễ tìm thôi, bởi vì nó ở ngay phía bên cạnh cái chợ xây. Đây. Thì bây giờ mình sẽ cho cáo đi trước và chọn cái quán nào để ngồi trước nhá. Ok, em đi đi. Chắc là chọn một cái món nào mà đồ khô trước khi ăn đồ ướt đi em ạ. Đây sang bên kia đi nhá. Ok, thế thì bên kia đúng không? Bên này trên kia cũng có này. Vòng lại nhá. Ok. Vâng ạ, đây, để con vào đây trước. Ok. Gì ở đây quán những gì, món gì gì ơi? Bún bò. Ơ thế thì ở các cái gian hàng đây đều bán kiểu giống nhau nhỉ, bằng gì nhỉ? Thế cả em chọn đi. Đây nhiều lắm, bánh da mít. Hoặc là lại gọi một đĩa thập cẩm. Rồi có một dáng gì. Gì ơi, ăn này thì họ hay ăn như nào ạ? Cái này là gì đấy? Bánh lọc. Bánh lọc được. Thôi bảo dân này, bảo đây dân này được. Bánh lọc bánh bèo đây đúng không? Bánh lọc bánh bèo. Cái gì cuốn vậy? Bánh cuốn thịt nướng. Tôm, dạ tôm. Sẽ tránh cho nó tay. Bánh khoai. Bánh khoai. Nem lùi. Vâng. Thịt nướng. Ok. À, ok. Được. Thế thì làm thế nào để mua thập cẩm là gì? À rồi rồi, có mua thập cẩm gì, o lam thập cẩm. Vâng, cho. Ông chỉ món kia o lam món đấy. Vâng ạ. Thì o lam cho con, hai bánh bèo rồi đây nào. Bánh bèo ạ. À. Hay. Cái này là giò, à giò chả. Giò đấy. Có nem chua không ạ? Nem chua hả? Vâng. Có. Nem chua hay chẻ gì không ạ? Nem chua thì chẻ, lại nem chua chẻ có nem muộn là tàu là thịt, nấm cắt thịt, đầu nên đầu sắn. À, không ạ, lát nữa thì em sẽ sang thử sau ạ. Em cảm ơn chị, em đang thử cái này trước. Ok, lát nữa thì em xem còn sức bụng nữa hay là em đi em sẽ thử hết. Bây giờ thì mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái món ăn mà mình đã từng thử ở Huế rồi. Ví dụ như là đây là ẩm thực ở Huế. Vâng.
Ôi một dĩa mấy chén mấy chén. Rồi con cứ ăn từ dĩa bánh bèo đi con chục 20 ngàn đó. Là con cứ ăn là thì con đem trả lại biết. À vâng. À. Thừa thì trả lại à? Dạ. Thế con ăn còn bởi vì con còn ăn nhiều à, món mà. Đúng. Đã. Đây là con cứ làm cho con một thứ dĩa đi con ăn cho khỏe. Bánh một dĩa à. Đang chung cho khỏe đấy à. Đấy là một khay đấy à? Con ưa ăn bún là ăn một bún cho con ăn. Vâng ạ. Thì bún thì con phải đi ăn hết đồ ngọt mới ăn hết đồ đến được mật. Một khay là bao nhiêu cho chén đấy ạ? 15 chén. Úi giời. Nó ít thôi chứ. Có đã nói với con nhưng mà con được ăn từ riêng. Vâng. Ngon miệng con ăn nhiều, ít miệng con. Giờ con ăn ít. Vâng, à nhiều thích thì ăn, còn không thích thì giả lại. Ồ, mình sẽ thử trước. Đây có nước chấm nữa. Đây là, đây con xin. Đấy và chúng ta sẽ sử dụng thìa để múc mắm cho vào trong cái dĩa bánh bèo như thế này. Đấy, đây nè. Mình xài cái dĩa này. Ok gì? Bây giờ thì mình cái dĩa bánh bèo này thì nó là đa phần là tôm. Em ơi ngồi đây em đi. Ruốc tôm và giò cũng như là hành phi lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ lại gần đây đi. Máy quay hãy quay một vòng trong xung quanh đi. Mình quên mất cái phần chụp ảnh đấy. Không chụp lại thì sợ mọi người không có bài viết cho các mọi người. Đây. Rồi. Đấy nem chua đấy ạ. Rồi, mình sẽ chụp một tấm nhá. Đấy là chẻ này. Vâng ạ. Ui, chẻ sao trông mỹ miều ấy. Đây là nem chua này. Ok. Em nhấc cái này ra cho anh. Đó. Rồi, ok anh chụp nhá. Rất là hấp dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ thử luôn. Tại vì mình cũng đang rất là đói rồi. Tôm. Dì ơi, bánh bèo này người ta có ăn với nhân khác không hay chỉ ăn nhân tôm vậy ạ? Nhân tôm. Chủ yếu là nhân tôm ạ? Là ở Huế là nhân tôm. Vâng. Còn mà ở Đà Nẵng là nhân lọc. À, con cảm ơn. Ok, chúng ta sẽ vét một vòng xung quanh này để nó lên được hết cái bánh. Rồi. Ngon. Nó ngon ở cái là nước chấm với cả cái nước mắm và cái tôm. Tôm rất là ngon. Bánh mềm ấy. Mình sẽ làm thêm chén nữa. Ai ăn cay thì có thể là cho cay vào nhá. Đấy, hoặc là các bạn có thể order cái món lọc câu này. Vâng ạ. Thực ra thì các quán ở xung quanh đây đều có bán những cái món mà giống nhau và đầy đủ hết nên mọi người có thể lựa chọn một quán và ăn đầy đủ, trừ quán chè thì chúng ta sẽ phải lựa chọn riêng thôi. Xin mời mọi người nhé. Đẹp chưa? Một thú ơi, mượn ghế một thú. Đây. Cái bánh bèo à đúng không? Một lọc. Một lọc gì đấy? Nhân gì đấy? Gì ơi? Nhân tôm, nhân đầu. Ok. Thế con phải ăn tôm, con thích ăn hải sản hơn. Thế em ăn này đi. Nhân ngon quá. Được. Good. Cái món bánh tiếp theo đó chính là món bánh ramen. Đấy mọi người hãy xem đi. Ở phần phía bên dưới của nó là chuối, bạn đang ăn chuối lớp giam giòn giòn. Còn ở bên trên nhưng mà cái này nó làm bằng bột nếp. Dĩa gì? Đây là bột nếp đúng không ạ? Đúng. Chính xác. Bánh ít làm bằng bột nếp chứ không phải là bột tẻ như vậy đấy nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi. Đây. Mình sẽ thôi đỏ đi. Chiên đủ đầy đủ hết. Đây. Con cứ ngồi đi, chiên đầy đủ hết. Bèo nằm. Em chán này lên cho anh. Do thịt miếng mắm lên. Đây này. Dĩa gì một cái đĩa này bao tiền đấy ạ? Ăn đầy đủ đi. Anh chị mua hàng dọc giáo với được. Thôi đi.
Ok, bây giờ mình thử cái món bánh da mít này trước nhá. Một đĩa này 10 thì khoảng 20 nghìn. Ừ. Cái ăn ít, ăn bên đeo nó đẹp chứ. Đó, bên đây mình nói ăn 3 chén mà ăn lần gái thôi đấy. Đó là bình lọc da mít. Bình lọc da mít. Rồi. Cho con một cái giống giống như một chút. Một dĩa, dầm nữa. Cho một dĩa mỗi thứ một dĩa. À, một thứ một dĩa. Ngon quá. Được. Trong lúc mà cáo thưởng thức món da mít thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Chính là cái nem chua ở Huế. Đây. Một cặp nem chua đây. Mình sẽ rút một cái ra. Và một cái nữa là chè. Cái chè là cái đặc sản ở phía bên trong Huế và Đà Nẵng mới có được. Nếu như bạn nào mà từ ngoài Bắc về có thể là mua cái chè này, bởi vì là nó khá là giống với cả nem chua, nhưng mà bên trong nó có rất là nhiều cái riềng này. Ok, nhưng mà hơi buồn cười một chút bởi vì cái chè ở đây bọc bằng cái lá giấy oản ong ánh này, còn những cái chỗ khác thì mình ăn thì không có. Đây, đó. Có ăn bánh bèo chứ? Nó hơi nhớt tí. Đó, nó sẽ có thành phần của nó chủ yếu là có vừng này, có thịt chua này và có riềng. Riềng đã nhỏ. Và cho con bánh bèo nữa. Bánh bèo mệt đấy. Chua chua, cay cay. Uống bia thì ngon lắm. Ừ. Đâu năn, đâu sắn, đâu còn, đâu vào, đâu rất là ngon đấy. Được mấy món này nhỉ? Thấy à, đây, khá là nem chua rồi. Nem chua này, chế này, giam ít này, giam lọc này, bèo. Bánh bèo lọc thì là 15 đến 20 nghìn một đĩa, cái này cũng thế. Còn đâu cái bánh bèo thì là có 2 nghìn một chén thôi, 2 nghìn rưỡi một chén. 15, 30 chén là 15 nghìn. À, 2 nghìn một chén. Xin lỗi mọi người. Ừ, ngon. Một khay là có gồm 15 chén. À, 15 chén ạ. 2 nghìn 30 nghìn. Ok. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển ra cái quán chè để ăn chè. Vâng, con giờ gì? Bye bye. Nhưng mà quán chè này có đa dạng như quán chè kia không? Dạ. Vâng ạ. Ok. Dưới con ngồi được chỗ nào nhỉ? Chỗ này là có phải chỗ nhà mình không? À đây đúng bên này. Anh ăn chè chi? À đây là. Bạn ăn chè chi bả? Ôi đã như bữa đi. Ở đây có những chè gì ở gì? Chè, à, thế cái bánh kia là cái khoai đúng không? À, khoai môn cái gì đấy? Khoai môn và cái gì đấy? À, không, thế thì cho con một cái đĩa tím và một đĩa màu vàng đi ạ. Một cái là đấy là một cái khoai môn và một cái gì nhỉ? Một cái đậu xanh đúng không? À thế cho con hai mỗi loại. Vâng, và một cốc nữa là cốc chè hà sen. Ở đây thì mình thấy quán của gì có bò nước dừa em hả? Có nước dừa luôn ạ. Đây là một chén khoai môn và một chén đậu xanh này. Có luôn. Thế là người ta ăn đá hay là không đá? Ăn không đá là ngon hơn đã. Thế ạ. Thế ngấy chết rồi. Bao nhiêu tiền một đĩa như thế này ạ? Một bát. Một bát nữa là 7 ngang em ạ. 7 nghìn một đĩa các bạn. Thế còn cái... Một xén là cốc 10 ngang. Vâng, thế cho con một cốc hạt sen. Và có đá nhá gì nhá. Đây ngồi đây hả? Đây. Cái bàn này có được ngồi không ạ? Đây em đi. À bên... À vâng. Ở đây thì chúng ta sẽ có... Vâng ạ. Con nhờ tí ông nhé. Đây, thế con ngồi quay đứng ra đường này được không? Quay ra dễ. À, thế ông cần một cái này để đựng thôi. Còn đi cho con một cái cốc chè sen đây. Sau khi thưởng thức các loại bánh và nem thì bây giờ mình sẽ ăn đến chè.
Ở đây là khoai ở khoai dẻo. Khoai môn đấy. Nó ngon. Thử nhá. Nó không phải là chè đâu. Hay nó là bánh nhỉ? Vậy tự gọi như nào cho nó chuẩn nhỉ? Gọi là bánh có được không còn gì? Gọi là bánh có được không? Làm cũng được. Làm trong cái đưa đấy mà. Cái lớp chè thì nó ngọt. Ngọt. Cái lớp bên trên là màu trắng trắng này thì nó hơi mặn mặn tí. Cái này là cốt dừa. Cái trên. Đấy. Đây bây giờ đổi bát cho anh ăn thử cái này đi. Ờ. Cái cốt dừa thì nó hơi mặn mặn. Còn chè thì ngọt. Bạn ơi, mấy tay nha. Ăn quá. Tuấn nãy giờ chảy hết cả nước miếng ở đây, mình sẽ cuộn lên như này cho nó đều. Để anh xem là khoai ngon hơn hay là chè đỗ xanh ngon hơn nhá. Em thấy đỗ xanh ngon hơn. Anh thì anh thấy khoai ngon hơn đấy. Thế thì không đổi mà ý là khán giả như nếu như bạn nào mà thích cái vị nào ấy, thì có thể thử vị đấy. Đa phần thì mọi người sẽ thử chè đậu xanh. Bởi vì cái đấy mọi người ăn rất là dễ. Còn nó khoai môn thì nó sẽ ít người kén nữa. Ừ. Ăn thử này đi em. Hạt sen 10.000, 7.000. Nhớ giá nhá. Nhỏ quá. Nước ngọt thanh. Thực sự thì không biết các bạn thế nào nhưng mà mình thử qua được khoảng vài cái đĩa bánh là mình cảm thấy no rồi. Xung quanh đây có rất nhiều gian hàng đa dạng. Và lát nữa thì chúng ta sẽ dẫn nhau đi để mua một vài cái bánh đặc sản của Huế. Ở trong Huế thì mình rất thích cái cà pháo muối của Huế hoặc là tôm chua. Cái đấy để về là nấu ăn với rau luộc rất là ngon. Cái này ngon không? Cho anh thử phát. Cái nước thì thanh, còn cái đỗ cái hạt sen thì lại bở. Sen thì bở, tất nhiên nó phải nấu. Nhưng mà nó không bị ngọt gắt mà nó ngọt rất là thanh đấy. Ừ. Ngon. Có thể là do cái đường của nó. Hỏi họ cứ xem đây là nấu bằng đường gì. Gì ấy gì, cái đường hạt sen này họ nấu bằng đường gì ạ? Gì nấu bằng đường gì ạ? Đường hẹn bình thường ạ. Sao nó lại thanh ấy nhỉ? Nó không gắt. Vâng. Ngon. Đấy là cái đặc trưng của chè hạt sen ấy. Chè hạt sen nó luôn luôn kiểu như thế, thanh. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nhé. Sau khi mà thưởng thức những cái món ăn tại chỗ thì chúng ta có thể là mua vài món đồ khô để em về. Thực sự là mình hôm nay thì còn chỉ nói qua cho mọi người về cái gian hàng mà bún và đồ ăn này thôi. Còn một gian hàng bên kia nữa, lát nữa thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ đi ghé qua. Còn không thì chúng ta sẽ qua đây và mua một ít món đồ khô. Mình thì mình chả còn cái bụng dạ nào để. Vâng ạ, để con mua thử một này. Đặc sản Huế là cái me sừng này ạ. Me sừng đúng không ạ? Me sừng với bánh tảng này, bánh ép này ngó. Bánh ép này. Cái này là me sừng nhưng mà vừng đen và một me sừng vừng trắng. Bánh này là bánh đậu phụng. Nói chung là cùng là một vài cái loại nhiên liệu nhưng mà họ trộn lên mỗi cái khác nhau đúng không gì? Vâng, cái này vỡ mất rồi. Vâng. Cái này là cu đơ ạ. Không phải cu đơ, cái này dưa. Thì dạ. Mình đang có cu đơ. Không có cu đơ. Cái đồ lạc rồi, cái là gì ạ? Nó không cu đơ. Cái này là bánh đậu xanh. À, cái bánh đậu xanh này. Ngon. Thế thì bây giờ mình sẽ khuyên các bạn nên thử cái bánh ép. Còn lại các món này thì các bạn cũng có thể tới tự mua, mà mình chỉ giới thiệu cho các bạn món này thôi. Cái này một tập như này là bao nhiêu chiếc và bao nhiêu tiền là gì? Và bao nhiêu tiền? 25.000 tức là 2.500 một chiếc thôi à? Cái nhân ở trong em là nhân gì đây? Thịt à? Nhân thịt với tôm. Ồ. Ok gì. Thế thì cho con một cái này nhá. Cái này thì bao nhiêu tiền? Đây là cái gì đây? Cái đó là cái có một bi 50 và một bi 80. Bi này là 8 to. Đây, mình sẽ đứng ở đây và cho mọi người xem một vòng cái gian hàng đây. Mình hơi thấy đây đặc biệt với ở cái món bên này. Hình như hơi sáng một tí quá. Đây. Đây là đậu tương. Đậu tương.
Trông giống như cà phê trồn đấy. Ok, đi cho con một cái này này. Em cá mua cái gì đấy? Xoài, xoài, xoài ép nó, xoài dẻo nó. Vâng, thế con bóc luôn nhá. Đằng nào cũng mất tiền mua rồi thì phải chơi luôn xem nó có ngon hay không. Em. Ok, để con gửi tiền đi. Là bao nhiêu tất cả? 25 ngàn vào cái kia. 75 ngàn. Đây, 75 ngàn. Không có tiền lẻ rồi. À, đây ạ. Thì có 5 ngàn này được không ạ? Được. Thì là không có. Chỉ có thể lấy 65 được. Thế nào trả lại 130 đúng không ạ? À, nhầm, mà 430 nhầm. Này, thì rồi 500 đó. Ok, và mình sẽ phải thử đây luôn để đỡ mất thời gian của các bạn. Cái bánh ép này thì mình đã từng được thưởng thức ở cái chỗ Nghĩa Trang An Bằng khi mà có một cô ngồi cô làm luôn ở tại đấy luôn. Thì nếu mà bạn nào mà tới Nghĩa Trang An Bằng thì có thể thử qua. Còn ở chỗ này, nó khá là giống cái bánh quế ngày xưa của mình. Nhưng mà có nhân thịt và hành. Em ăn thử đi ngon. Bánh mới làm đấy. Cái này mình làm bao lâu thì được để được bao lâu ạ? Để được 7 tháng rồi. 7 tháng rồi. Cô biên không ám mình ép đó. Vâng. Mình ép, mình ép. Huế, Huế, Huế. Ai thử cái xoài chưa? Ok ạ. Ok. Em biết là em là muốn nhiều làm một người để chuẩn bị nè. Vâng. Ok. Không vấn gì nhá. Nào, mình đi thôi. Rất nhiều. Và một lúc thôi mà hoa hết cả mắt. Đây là gian hàng, vẫn là gian hàng ẩm thực cái rồi. Ok. Vậy là trong cái số này mình đã giới thiệu cho các bạn một cái thiên đường ẩm thực ở Huế, đó chính là chợ Đông Ba. Nếu như bạn nào mà không muốn phải mất nhiều thời gian tìm kiếm về địa chỉ các quán ăn thì hãy thử đến chợ Đông Ba. Mặc dù có thể là người ở Huế thì có thể là phân biệt được cái chất lượng, nhưng mà mình ở xa đến thì mình thấy nó, các quán nó cũng thấy cũng ngon ngon như nhau, và chúng ta có thể thử tại đây và đỡ phải mất công đi xa nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé, và đừng quên like, subscribe để ủng hộ nếu trong các hành trình tiếp theo. Và còn yêu cầu review một địa danh nào đó, lễ hội văn hóa ẩm thực, món ăn hoặc cái khu chợ nào đó thì hãy để lại trong phần comment. Mình và team sẽ tới đó để thực hiện thay cho mọi người nhé. Bye bye mọi người, mình là Tùng Lếm và đây là chợ Đông Ba. Và các cô ấy cứ cười mình.